Xin chào các bạn nha. Hôm nay với mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái phiếu vé xe rẻ trên cái máy in nhiệt MTB3 bên mình nha. Thì cái phần mềm vé xe rẻ này chỉ in được trên cái điện thoại Android thôi nha các bạn. Điện thoại iPhone không in được nha. Với lại in trên máy tính hoặc laptop được nha các bạn. Chỉ riêng điện thoại iPhone là không in được nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối và in cái vé xe rẻ ở trên cái điện thoại Android nha. Ok, thì trước khi in nó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy in này nha. Sau khi các bạn in nó thì nó sẽ ra như thế này nha. Rồi thì bây giờ các bạn lấy hai cái ngón tay nè, các bạn bật cái nắp lên để các bạn bỏ giấy vào nha. Giấy thì các bạn bỏ vào như thế này ha, các bạn bỏ ngược thì nó sẽ không ra mực nha. Và sau khi mua máy bên mình nó thì các bạn tháo cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán cách điện ở đây ra nè. Bên mình có cái miếng dán cách điện ở đây nha. Để vận chuyển được an toàn đó các bạn về các bạn tháo ra để các bạn sử dụng nha. Rồi các bạn bật nút nguồn lên nè, nút này nút xả giấy nè các bạn. Đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với cái điện thoại Android để mình in nha. Rồi, bây giờ các bạn vào trong cài đặt nè, Bluetooth nè. Rồi khi bạn bật Bluetooth lên, các bạn sẽ thấy cái tên Bluetooth là MTB3 nè. Các bạn click vào nè. Các bạn nhập 4 số 0 vào nha. Ghép đôi. Rồi các bạn trở qua cái phần mềm vé xe rẻ nè. Trên cái phần mềm vé xe rẻ thì các bạn sẽ thấy những cái đơn mà cái vé của khách á. Đây nè, tất cả những cái vé của khách nè. Rồi các bạn click vào cái vé của khách ha. Cái vé nào các bạn muốn in á. Rồi các bạn qua đây các bạn bấm in vé nè. Ở đây thì các bạn phải thanh toán rồi các bạn muốn in được. In TC nè, các bạn chọn in TC nha. Rồi mẫu 80 nha các bạn. Tại vì cái máy này khổ in giấy 80. Các bạn bấm in nè. Rồi các bạn bật cái định vị lên thì nó mới tìm thấy được cái máy in nha các bạn. Rồi các bạn order on nè. Rồi các bạn MTB3 nè, các bạn chọn tên máy in nha. Đó các bạn thấy không? In lần nữa nè. Các bạn bấm vào cái tên Bluetooth là nó sẽ in nè. In chữ ra rất là đậm và nét luôn nha các bạn. Thì ngoài in trên cái vé xe rẻ thì cái máy này có thể in được kiosk Việt nè, sổ bán hàng, tính tiền TV, Sabo, Loverboard và nhiều cái phần mềm khác nữa nha các bạn. Thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy click vào like, subscribe kênh của mình nha.